nằm ở vùng lòng hồ sông Đà, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc là một trong những địa phương có kinh tế khó khăn nhất của tỉnh Hòa Bình. Để tận dụng nguồn lợi thủy sản tự nhiên từ vùng lòng hồ sông Đà, nhiều hộ dân địa phương đã được khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất khi thực hiện mô hình nuôi cá lồng bè. Nhờ có mô hình này, anh Lý Quang Hòa đã thoát nghèo và có được mức thu nhập ổn định lên tới 400 triệu đồng một năm. Những kinh nghiệm nuôi cá lồng hiệu quả sẽ được anh chia sẻ trong chương trình Mách Nhỏ Nhà Nông hôm nay. Anh Lý Quang Hòa là một trong những hộ đầu tiên của xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, là mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ sông Đà. Loại cá mà anh Hòa lựa chọn nuôi tại đây là cá chấm, cá lăng và cá rô phi theo nhu cầu của khách hàng tại địa phương. Hiện anh đang duy trì 10 lồng nuôi cá như thế này, trung bình mỗi lồng nuôi thả 2 tạ cá giống. Với việc chăn nuôi an toàn, sản phẩm cá của anh được xuất bán ổn định, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tính bình quân là cũng một cân cá là khoảng 80.000 bán tại lồng. Thường thường mình cũng không hạch toán là đầu tấn đâu, nhưng mà mình chỉ hạch toán là mỗi một lồng nó giá trị tiền của nó là trừ chi phí thì cũng còn được khoảng 30 triệu một lồng. Những năm trước, gia đình anh Hòa còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Nhờ mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi cá lồng, cùng với đó anh được đi học các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cá. Nhờ vậy, giờ đây anh đang có một mô hình chăn nuôi cá lồng an toàn và bền vững. Chuyển ra khu tái định cư ấy, thì được nhà nước, được tỉnh hỗ trợ cái vốn đóng lồng cá và cá cung cấp cá giống thì gia đình tôi cũng bắt đầu nuôi chính thức là từ năm 2017 trở về đây. Đối với xã Vầy Nưa thì là cái xã của vùng cao, nhưng mà được cái thiên nhiên ưu ái là xung quanh đều là mặt hồ, rất là thuận lợi cho cái việc phát triển cá lồng, lòng hồ sông Đà. Hiện nay thì đối với xã Vầy Nưa là có trên 560 lồng cá. Khi mà thực hiện cái dự án này thì bước đầu chúng tôi đã phải mở các cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cái công tác chăn nuôi cũng như là phòng bệnh cho các cái hộ tham gia dự án. Đời sống của bà con nhân dân thì cũng được cải thiện rõ rệt. Nhiều hộ gia đình là cũng sắm cho nhà cửa và mua các cái trang thiết bị như xe, các cái làm nhà. Cuộc sống của bà con thì hiện nay thì có nhiều cái thay đổi. Xác định đầu ra là sản phẩm cá sạch nuôi trong môi trường tự nhiên, nên nguồn thức ăn cho cá của anh Hòa cũng được đảm bảo tính tự nhiên cao. Đó chính là các loại cá tép nhỏ vốn có sẵn trong vùng lòng hồ sông Đà. Những loại cá tép nhỏ này được coi là nguồn thức ăn tươi và đầy dinh dưỡng đối với cá lồng bè. Để đánh bắt, anh Hòa tiến hành treo một loạt bẫy vó ở ven hồ. Tối mình thắp bóng lên và cá nó vào thì mình mới kéo. Mình kéo được cái cá tép đấy thì mình sẽ để hôm sau, sáng hôm sau mình nuôi tất cả các lồng. Cá giống được anh Hòa nhập về đều là cá sông có khả năng thích nghi và sống tốt trong môi trường lòng hồ sông Đà. Tại đây, các lồng cá đều được đặt ở vị trí cách bờ khoảng từ 15 đến 20 mét. Ở vị trí này, nước hồ không có nhiều biến động, phù hợp để cá sinh trưởng. Do được kiểm soát tốt nguồn nước thải, nên khu vực lòng hồ nuôi cá không chịu tác động của tình trạng ô nhiễm môi trường nước nuôi. Tuy vậy, đều đặn mỗi ngày, anh Hòa đều kiểm tra các chỉ số môi trường nước để kịp thời khắc phục nếu có sự cố. Ví dụ như là một lồng cá một ngày mình nuôi khoảng 5 cân thức ăn cho nó, mà hôm sau mình nuôi vẫn như thế mà thấy nó không ăn nữa, mà nó thừa thức ăn ra thì đương nhiên là cá nó sẽ bị bệnh và mình sẽ kéo cá lên rồi mình quan sát thì mình mới phát hiện ra là nó không ăn là nó bị bệnh gì. Sau mỗi một vụ mình thu hoạch ấy, thì mình sẽ cất cái lưới lồng lên mình phơi để cho cái rêu nó chết, sau đó mình giặt rũ là nó lại sử dụng lại cái lứa tiếp theo. Theo anh Hòa, vào mùa mưa bão, môi trường nước biến động, cá thường dễ nhiễm bệnh do nguồn nước đục, thiếu oxy.
Hơn nữa, nếu không chủ động lưới quây, hệ thống lồng bè nổi, thì toàn bộ lồng có thể bị cuốn trôi. Do đó, để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, gia đình anh Hòa đã chuẩn bị đầy đủ máy tạo oxy, máy bơm nước, máy phát điện và lưới quây để kịp thời xử lý những sự cố thiên tai. Đồng thời, anh cho cá ăn bổ sung men tiêu hóa, vitamin C để tăng sức đề kháng và bảo đảm vệ sinh môi trường lồng nuôi, ngăn ngừa các loại bệnh dịch phát sinh gây hại. Khi mình nuôi cá trên lòng hồ mặt nước này thì cái đầu tiên mình phải chú ý đó là cái chất lượng của nước và cái chất lượng oxy. Khi mà mình kiểm tra mà thấy lượng chất lượng oxy kém ấy, thì mình sẽ phải có những cái biện pháp như là tạo oxy cho cá. Mình sẽ nhìn cái mức độ nước và cái sức khỏe của cá nó ăn, thì sau đó là có thuốc phòng và trị các loại bệnh. Cứ đến mùa mưa là mình treo vôi với lại mình sử dụng cái lá xoan để mình khử cái độ độc ở nước. Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn, năm nay có khả năng xảy ra nhiều cơn bão mạnh với hướng di chuyển phức tạp, khó lường và những đợt mưa lớn cực đoan. Do đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong đó có nuôi cá lồng trên sông, hồ sẽ bị ảnh hưởng và tác động lớn. Chính vì vậy, việc thường xuyên theo dõi thời tiết và các thông tin dự báo hàng ngày để chủ động trong nuôi trồng thủy sản là rất quan trọng. Theo anh Hòa, ngay từ đầu mùa mưa, anh phải kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo phao lồng và di chuyển vào những nơi kín gió, tránh thiệt hại khi nước dâng cao, chảy xiết. Đồng thời, tăng cường vệ sinh lồng, lưới sạch sẽ, thông thoáng để thoát nước nhanh. Triển khai các giải pháp để cung cấp oxy, tăng sức đề kháng cho cá nhằm giảm thiểu tránh nhiễm dịch bệnh khi nguồn nước thay đổi. Trong quá trình chăm sóc cá này thì chủ yếu là bệnh nấm mà thường thường diễn ra vào mùa mưa. Thì cũng chú ý những cái giai đoạn đấy là, tức là trước khi vào mùa mưa thì mình sẽ vệ sinh lồng và mình sẽ có thuốc để mình cho ăn hoặc tắm cho nó, phòng điều trị theo đúng cái thời gian định kỳ của mình. Thực hiện phòng bệnh cẩn thận kết hợp với nguồn thức ăn dinh dưỡng tự nhiên có sẵn trong vùng lòng hồ, các lồng cá của anh Hòa đều phát triển tốt, ít khi bị dịch bệnh. Cá thường được thu hoạch sau từ 10 đến 12 tháng nuôi. Vào thời điểm trước dịch COVID-19, trung bình mỗi lồng cá đem lại cho anh Hòa khoản thu 30 triệu đồng sau khi đã trừ đi các chi phí. Như vậy, tính ra với 10 lồng cá, mỗi năm gia đình anh Hòa có thể thu được từ 300 đến 400 triệu đồng. Để tránh ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Hòa dự định để qua Tết Nguyên đán sẽ thu hoạch vụ cá năm nay. Thì mình lựa chọn những cái giống cá này để nuôi thì nó phù hợp với lại cái thị trường tiêu thụ ở trên mình. Khách hàng ưa chuộng các loại cá như là cá chấm với lại cá lăng đen với cá rô. Hàng năm vẫn tiêu thụ đều nhưng mà mấy năm nay là do cái dịch bệnh nên là hầu như là cũng chưa tiêu thụ được. Theo số liệu thống kê của Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, đến đầu năm 2021, toàn tỉnh đã có hơn 2.700 hectare mặt nước ao hồ nuôi thủy sản. Hiện có trên 4.700 lồng nuôi cá trên hồ Hòa Bình. Hiện nay toàn tỉnh có 33 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, 4 doanh nghiệp nuôi cá lồng bè với quy mô trên 100 lồng, 20 cơ sở nuôi cá lồng bè có quy mô trên 20 lồng. Nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà đã và đang cho thấy những hiệu quả tích cực về kinh tế. Việc nắm chắc kỹ thuật sẽ giúp bà con, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, có được sinh kế bền vững, giảm nghèo và làm giàu trên chính quê hương mình.